Cảnh báo tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 6 âm lịch vỡ nợ mất trắng, nghèo mạt kiếp nếu không chú ý ba điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Phong Thủy Phát Tài, kênh chuyên về tử vi phong thủy và chiêm tinh mệnh số. Thưa quý vị thân mến, trong xã hội, nhiều người phấn đấu hết mình, cả một đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý. Nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người không có tài năng gì. Nếu thành công thực sự, sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay là bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa bảo, có đức mặc sức mà ăn, tích đức, tổn đức. Trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu, có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Trong video ngày hôm nay, Phong Thủy Phát Tài sẽ cùng với quý vị tuổi Canh Tý đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong tháng 6 âm lịch của con giáp này, cũng như là chia sẻ các cách để hóa giải cầu may đến với gia tộc và bản thân của con giáp. Cụ thể ra sao, quý vị hãy like và theo dõi kênh để cùng Phong Thủy Phát Tài đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý vị nhé. Xem bói tử vi điểm xui rủi trong tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch. Vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều vấn đề hung hiểm cần đặc biệt chú ý. Do đây là tháng bản mệnh phạm tương hại thái tuế nên tổng quan cả tháng không lý tưởng, biến động bất lợi. Về công việc, con giáp này sẽ phải rất vất vả do khối lượng công việc nhiều. Áp lực cạnh tranh lại tăng lên khá rõ, cộng thêm việc cũ còn tồn đọng cũng không phải là ít. Càng những thời điểm như thế này, bạn càng cần phải bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Đây còn là tháng nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, biểu hiện cho những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc và ngõ cụt. Hàng loạt các rắc rối ập tới, bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời. Đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Phương diện tài lộc cũng khá là ảm đạm, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt. Nhìn chung con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Việc chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. Tháng này người tuổi Canh Tý cũng cần lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Sau đây là tử vi chi tiết của con giáp và những điểm báo xấu. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp. Xem bói tử vi điểm xui rủi trong tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch. Con giáp này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tý Mùi tương hại nên vận khí trong tháng mới khá bất ổn, khó khăn thử thách không ngừng ập tới khiến bạn khá vất vả để xoay sở. Công việc chịu nhiều tác động nặng nề, bản mệnh phải đối diện với nhiều trở lực và thách thức, khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong, việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì thì e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, bao nỗ lực trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, thiên quan hung thần gia tăng gánh nặng, càng khiến mọi thứ thêm rối ren, áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm như thế này, bạn càng cần phải bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Lại không có nguyệt lệnh ủng hộ, do đây là tháng lâm đất tuyệt, con giáp này có cảm giác những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc và ngõ cụt. Hàng loạt các rắc rối ập tới, bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Khi tiến hành mọi việc, dù là lớn hay là nhỏ, là thứ yếu hay trọng yếu, Canh Tý đều cần phải tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản đến phức tạp, không nên nóng vội mà hỏng chuyện, nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ đến mới hành động, hấp tấp vội vàng sẽ nhận lại thất bại. May mắn là hai cát tinh tử vi và giải thần sẽ giúp bạn chuyển nguy thành an, giữ vững tâm thái để có thể đối mặt với mọi khó khăn thách thức. Có câu, cái khó ló cái khôn, chỉ cần bạn kiên trì tới cùng thì với năng lực của mình, bạn chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách để xử lý ổn thỏa. Thứ hai, tử vi tài lộc. Xem bói tử vi điểm xui rủi trong tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch. Phương diện tài lộc của Canh Tý cũng không khá khẩm hơn là bao, công việc giảm sút kéo theo tài chính bất ổn, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt khá rõ.
Nhìn chung con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tài tốn của. Đây là tháng Canh Tý bị tương hại cục án ngữ, lại không được nguyệt lệnh che chở. Các kế hoạch cầu tài của bản mệnh khó suôn sẻ như ý muốn. Có những việc tưởng như đã thành công 10-10, tiền sắp về đến tay thì lại bất thành, khiến con giáp này vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Tháng này cũng không thích hợp để đầu tư lớn mạo hiểm. Các hạng mục đầu tư nhỏ có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn. Bạn nên cân nhắc vấn đề này. Việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng. Đừng chạy theo cái lợi trước mắt hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ. Rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh được phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của bản thân và gia đình. Càng như vậy, bạn càng nên chi tiêu liệu cơm gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. May mắn là mệnh chủ được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng được gỡ gạc phần nào, không phải lo lắng thái quá. Làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình, dù người khác có nói gì đi nữa, ý kiến của bạn vẫn là quan trọng nhất. Thứ ba, tử vi gia đạo. Chuyện tình cảm của Canh Tý khó có thể thăng hoa trong một tháng đối diện với nhiều tác động bất lợi như thế này. Các mối quan hệ nếu duy trì ở mức ổn định đã là lý tưởng lắm rồi. Vợ chồng có vấn đề gì cũng nên trao đổi rõ ràng với nhau để cùng tìm cách giải quyết. Đừng để hai người sống dưới một mái nhà nhưng việc ai nấy làm, thân ai người nấy lo. Sự lạnh nhạt và im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn những lần xung đột thẳng mặt. Thứ tư, tử vi sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh Lâm Tuyệt nhắc nhở, người tuổi Canh Tý nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong cuộc sống thường ngày, bản mệnh nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Bên cạnh đó, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ. Đa phần trong số đó là điều xui xẻo tai nạn. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quang. Thứ năm là cẩm nang vượng vận. Khẩu huyết đối diện với nhiều trở lực, khối lượng công việc khá lớn. Quý nhân là Thân và Sửu, tiểu nhân là Mùi và Dậu, màu sắc may mắn là đen và trắng. Bên cạnh giải mã điểm số trong tháng 6 âm lịch trên, quý vị cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý vị trong tháng 6 tới. Hãy cùng theo dõi ngay nhé! Đúc kết kinh nghiệm sống hàng ngàn năm, người xưa thường truyền miệng một số quan niệm mà chưa chắc đã đúng với hiện tại. Tuy nhiên nếu giải thích về mặt khoa học thì vẫn có những điều rất có lý. Người xưa cho rằng chim khách kêu trước cửa là sự kiện vui vẻ đang đến. Nếu trong nhà không đón hỷ sự thì cũng sẽ có khách quý đến chơi nhà. Tuy nhiên, không phải tiếng kêu nào của động vật cũng có ý nghĩa tốt. Người xưa cho rằng có 5 tiếng kêu của động vật nếu xuất hiện trong nhà sẽ là điềm báo không may mắn. Nếu như không phải mất mát tiền bạc thì trong nhà cũng sẽ có người ốm đau. Hãy xem tiếng kêu gì mà người xưa lại ái ngại đến vậy. Thứ nhất, người xưa dặn, quạ kêu trong nhà là dấu hiệu không tốt. Trong quan niệm cố hữu, quạ là con vật xui xẻo và đặc biệt tiêu biểu nhất của loài quạ chính là tiếng gọi của nó. Nếu tiếng gáy của chim khách là báo tin vui thì tiếng gáy của quạ mang ý nghĩa là báo tang. Nguyên nhân là do quạ là một loài ăn xác thối, vì vậy người ta cho rằng quạ là loài chim tương đối xui xẻo. Hơn nữa bộ lông đen xì của chúng cũng không may mắn và chúng thường bay hàng đàn với những tiếng kêu chói tai là điềm không may đến nhà. Vì vậy, người xưa rất sợ nghe thấy tiếng quạ kêu trong nhà, nhất là trong nhà có người già ốm nặng. Người xưa cho rằng quạ kêu là dự báo người bệnh sắp nguy kịch, đây là một điều rất đáng sợ, điềm không may mắn. Thứ hai, người xưa dặn, gà gáy nửa đêm là điềm không lành. Vào thời cổ đại, khái niệm về thời gian không rõ ràng như bây giờ và tiêu chuẩn để đánh giá thời gian chỉ có thể dựa trên vị trí của mặt trời. Con gà trống chính là đồng hồ báo thức sinh học, giúp người xưa biết trời sắp sáng để trở dậy làm việc. Gà gáy sáng là điều bình thường, nhưng gà gáy vào lúc nửa đêm lại là điều bất thường, dự báo điều không tốt. Người xưa cho rằng, những sinh vật như gà trống rất nhạy cảm với những thay đổi tinh tế của môi trường, rất có thể sẽ sớm xảy ra những thảm họa như hỏa hoạn hay động đất. Vì vậy, gà trống sẽ bị phá vỡ bằng cách phá vỡ đồng hồ sinh học và gáy vào lúc nửa đêm. Thứ ba, người xưa dặn,
Tiếng chó sủa đêm khuya báo hiệu gia đình mất an toàn. Ở nông thôn, nhiều người có thói quen nuôi chó bởi chó là loài vật rất trung thành. Nếu nuôi chó ở nhà, bạn không chỉ làm thú cưng mà còn có thể để nó canh giữ nhà. Người xưa tin rằng chó là loài động vật rất nhạy bén và chúng sủa vào không khí một cách khó hiểu vì chúng có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy. Do đó, nếu một con chó sủa vào nửa đêm được coi là một điểm xấu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chó có thính giác nhạy hơn con người gấp 10 lần, trong khi khứu giác của con người chỉ bằng 1/1000 của chó. Do đó, chó sủa vào lúc nửa đêm có thể là do trộm vào nhà, nên tiếng chó sủa rất có thể để báo động cho gia chủ. Tiếng sủa lớn của nó còn có thể xua đuổi những người có ác ý, bất lợi cho gia chủ. Thứ tư, người xưa dặn, tiếng cú cười lúc nửa đêm dự báo chuyện chẳng lành. Ngày nay cú mèo khá hiếm, nhưng ngày trước chúng khá phổ biến ở các vùng nông thôn. Cú có thể bắt chuột và gián tiếp bảo vệ mùa màng, là loài động vật thân thiện với con người. Tuy nhiên, âm thanh do con cú tạo ra vào lúc nửa đêm khá lạnh gáy, nghe như tiếng trẻ con đang khóc. Chính vì cảm giác bất an này mà người xưa cho rằng cú cười nửa đêm là báo hiệu điểm chẳng lành sắp đến. Nỗi lo lắng này có thể chỉ bắt nguồn từ cảm giác bất an của mọi người, chứ không có gì để kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu bạn ở quê và nửa đêm nghe thấy tiếng cú cười thì sẽ hiểu. Thứ năm, người xưa dặn, tiếng gà mái gáy là điềm ngờ. Gà trống gáy là bình thường, ngàn năm không thay đổi, còn gà mái đẻ trứng và kêu cục ta cục tác mà thôi. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, gà mái cũng sẽ có biểu hiện khác thường và phát ra những tiếng kêu lạ, nghe như tiếng gáy của gà trống. Chính vì sự bất thường này mà người xưa cho rằng gà gáy là điềm ngờ, sẽ mang đến những điều không hay. Thông thường người ta sẽ giết và ăn thịt gà mái gáy để ngăn chặn hiện tượng này và cầu mong những điều xui xẻo sẽ tránh xa mình. Nhưng có một lời giải thích hợp lý hơn là bởi vì hiện tượng này có liên quan đến mức độ hormone của gà mái. Rất có thể con gà mái đã ăn phải đồ ăn gì đó làm mất cân bằng hormone giới tính trong cơ thể, khiến hormone nam giới tăng cao, gây ra tiếng gáy bất thường. Những tiếng kêu bất thường này của động vật thường gặp ở gia đình nông thôn nghe có vẻ là hơi mê tín, nhưng vẫn có thể giải thích theo quan điểm khoa học. Một số tiếng kêu bất thường của động vật đúng là đáng để chúng ta cảnh giác. Tiếp theo chương trình là phần phong thủy cải mệnh. Nếu như nhận thấy vận trình gia đạo trong tháng 6 âm lịch của gia đình đi xuống, quý vị có thể tham khảo những phương cách hóa giải sau đây. Hãy yên tâm rằng phong thủy phát tài không quảng cáo hay liên kết với bất kỳ tổ chức nào. Những thông tin dưới đây chỉ mang tính chất chia sẻ. Còn bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi nhé. Những đồ phong thủy chiêu tài mang lại vượng khí đầy nhà. Thứ nhất, biểu tượng cá. Giàu sang, phú quý và may mắn là ý nghĩa của biểu tượng hình cá. Theo phong thủy, tượng cá chép, cá rồng hoặc là tranh vẽ cá sẽ mang đến thịnh vượng cho văn phòng và căn nhà của bạn. Nhiều doanh nghiệp vận dụng thêm yếu tố ngũ hành để đặt bể cá cảnh như là cá vàng, cá bảy màu, cá chép gần lối đi để tăng thêm vượng khí cũng rất hiệu quả. Thứ hai, đồng tiền xu. Nhắc tới đồ phong thủy chiêu tài thì không thể không kể đến đồng tiền xu cổ. Những đồng tiền xu cổ của Trung Quốc có hình tròn với hình vuông chính giữa tượng trưng cho bầu trời và mặt đất. Cát khí của nó không những làm gia tăng tài lộc mà còn đem lại nhiều may mắn về công danh sự nghiệp và giải trừ tai họa tiểu nhân. Không chỉ nên treo tiền xu trong nhà, văn phòng, người ta còn đặt một vài đồng xu vào túi sách, ví tiền, tủ khóa với mong muốn giàu sang phú quý. Thứ ba, long quy. Linh vật huyền thoại sinh ra từ sự kết hợp hài hòa giữa rồng và rùa, trưng bày đồ phong thủy chiêu tài này trong nhà có thể giúp xua tan biến cố, tiền của từ từ tăng lên một cách bền vững, sức khỏe, tuổi thọ và sự nghiệp, công danh của mỗi người trong gia đình đều rộng mở. Thứ tư, tượng Phật Di Lặc. Phật cười hay Phật Di Lặc được coi là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, của sự hài hòa, niềm vui, tư lự. Bày tượng Phật đối diện với cửa chính, nhìn thẳng ra cửa nhà, giúp chuyển hóa toàn bộ khí vào nhà thành năng lượng tốt. Đặt tranh hoặc là tượng Phật trong một số vị trí khác nhau của ngôi nhà hay là văn phòng có tác dụng hóa giải mọi rắc rối cãi cọ, giảm bớt căng thẳng lo âu, gia tăng vận may tài lộc, sức khỏe và thành công. Thứ năm, gương bát quái. Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Nếu được sử dụng chính xác,
Gương bát quái giúp ngăn chặn nhiều việc nguy hiểm, ngăn ngừa bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, điều tiết khí trường và từ trường trong phòng, khiến tâm trạng bình tĩnh thoải mái, điều tiết sự cân bằng của cơ thể, dần dần phục hồi sức khỏe khi bị những căn bệnh mãn tính. Thứ 6, thuyền buồm đầu rồng. Thuyền buồm kết hợp với đầu rồng tượng trưng cho gió, nước, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh thành công tốt đẹp và thu về nhiều lợi nhuận và tiền của. Nên đặt vật phẩm phong thủy chiêu tài này trong văn phòng, cửa hàng với đầu rồng quay vào bên trong để điều hướng dòng tiền, sự may mắn về phía bạn. Thứ 7, kim tự tháp Thạch Anh. Kim tự tháp là một khối hình học đặc biệt, nó có thể sản sinh ra năng lượng đặc thù và vô hình. Dạng thức năng lượng huyền bí này được hình thành từ nhiều hướng và công dụng đa dạng vô cùng đặc biệt. Đá Thạch Anh giúp cho dòng năng lượng ổn định và giữ nguyên tính chất. Khi sóng điện từ và tia vũ trụ xuyên qua lớp đá cùng một lúc, nó đã hội tụ năng lượng cực lớn tại khoảng giữa trung tâm kim tự tháp và ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Dạng năng lượng này có thể giúp cho người thiếu ngủ hay mất ngủ hoặc người lao động với cường độ quá cao có thể lấy lại sức khỏe. Thứ 8 là voi. Loài voi trong tự nhiên có sức mạnh phi thường, không thua gì mãnh hổ hay nhiều loại động vật thông minh khác. Theo phong thủy, bày tượng voi ở trong nơi ở, văn phòng sẽ giúp bình ổn công việc làm ăn, hút tài lộc, trấn yểm vận số, trong nhà luôn có điềm lành. Thứ 9, ba vị thần Phúc Lộc Thọ. Tượng ba ông Phúc Lộc Thọ cực kỳ phổ biến vì ba vị thần tượng trưng cho ba ước muốn từ xưa của con người là Phúc Lộc Thọ, là sự giàu có, quyền lực và may mắn, bên cạnh cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài. Ba ông Phúc Lộc Thọ luôn được đặt cạnh nhau, không bao giờ tách rời và theo thứ tự cụ thể. Bên trái luôn luôn là ông Phúc với tất cả nguồn năng lượng phước lành và may mắn, ở giữa là ông Lộc với niềm tin về sự thành công và tài chính ổn định. Ông Thọ luôn ở bên trái mỉm cười và ban tặng những món quà của tuổi Thọ và cuộc sống yên bình. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thường chú trọng đến cách bài trí màu sắc và đồ đạc trong ngôi nhà mình mà bỏ qua một yếu tố quan trọng không kém trong phong thủy, đó chính là mùi hương. Mùi hương trong phong thủy nhà ở có nhiều tác dụng mà ít ai ngờ, đặc biệt góp phần thu hút may mắn và tài lộc. Đúng như câu nói, hương thơm tràn ngập, vận may sẽ tới. Trong cuộc sống, mùi hương có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc và tinh thần của con người. Còn trong phong thủy nhà ở, mùi hương được coi là một yếu tố quan trọng có thể giúp tăng cường năng lượng tích cực, thu hút may mắn và tài lộc cho gia chủ. Thực tế thì có rất nhiều mùi hương xuất phát từ ngôi nhà của bạn mà đôi khi vì quá quen thuộc chúng ta không để ý tới. Đó có thể là mùi của đồ ăn, mùi của đồ đạc, của quần áo và hoa cỏ. Theo các chuyên gia, mùi hương cũng có sức mạnh và ý nghĩa trong phong thủy. Chúng mang lại những hiệu ứng đặc biệt có lợi cho phong thủy cũng như giúp bạn có được sự thăng hoa của cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, bạn cũng có thể chủ động trong việc đem lại các mùi hương vào không gian sống của mình để thu nạp được các nguồn năng lượng một cách hiệu quả và phục vụ cho những nhu cầu nhất định. Mỗi mùi hương khác nhau có thể được sử dụng cho mục đích khác nhau. Ngoài tác dụng tẩy uế khí, làm cho không khí trong nhà trở nên trong lành thơm mát, những mùi hương còn có tác động đến trạng thái tinh thần và năng lượng sống của con người. Bạn có thể chuyển đổi năng lượng một cách tinh tế để đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu biết cách sử dụng mùi hương một cách tinh tế, tức là bạn đã có trong tay một món vũ khí lợi hại, làm cho không gian ấm cúng hơn, giữ cho bầu không khí trong lành và tươi mới, mang lại năng lượng phong thủy tốt lành, là cách chăm sóc gia đình tinh tế, giúp bạn hạnh phúc trọn vẹn hơn. Quý vị có biết tác hại của mùi hôi trong nhà là gì không? Mùi hương tưởng chừng như một chi tiết tầm thường, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng và sức khỏe của con người. Công dụng rõ ràng nhất của nó là để lấn át đi những mùi hôi, mùi khó chịu vô tình bốc lên trong ngôi nhà của bạn. Còn trong phong thủy, những mùi hôi được coi là uế khí, chúng không chỉ khiến con người cảm thấy khó chịu mà còn mang năng lượng tiêu cực vào nhà, gây bất lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần, đặc biệt là ngăn chặn tài vận và sự phát triển của cả gia đình. Vì vậy, nếu muốn cải thiện vận khí cho gia đình thì việc loại bỏ uế khí bằng các mùi hương thơm phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Vậy làm như thế nào để cải thiện mùi hương trong ngôi nhà của bạn? Đầu tiên là giữ nhà cửa sạch sẽ và thông thoáng.
Cách đơn giản nhất chính là cải thiện mùi hương trong ngôi nhà của bạn, chính là thường xuyên dọn dẹp mọi góc ngách trong nhà để đảm bảo nhà bạn luôn sạch sẽ, đặc biệt là nhà bếp và nhà vệ sinh, hai nơi dễ phát ra mùi hôi. Đồng thời, bạn cũng nên tăng cường thông gió trong nhà và mở cửa sổ thường xuyên để không khí trong lành lưu thông và tống khứ các mùi khó chịu. Dọn dẹp nhà không chỉ giúp mang lại hương thơm cho nhà luôn sáng bóng mà còn giúp gia chủ luôn cảm thấy thoải mái, tránh mang các loại vi khuẩn gây bệnh cho cả gia đình. Sau khi dọn nhà, bạn nên dùng thêm những nguyên phụ liệu như là giấm, tinh dầu để diệt trừ ám khí, mang nguồn năng lượng tích cực nhất vào nhà. Sử dụng cây xanh và liệu pháp hương thơm. Cây xanh và liệu pháp mùi hương có thể giúp thanh lọc không khí và tăng mùi cho môi trường gia đình của bạn. Chọn đúng loại cây xanh và hương liệu không chỉ có thể cải thiện mùi hương trong nhà mà còn mang lại may mắn cho gia đình bạn. Hoa thơm. Bạn cũng có thể trồng các loài hoa hay đặt các lọ hoa thơm trong nhà để tăng cường hương thơm tự nhiên cho ngôi nhà. Các loại hoa bạn nên trồng như là hoa nhài, hoa lục bình, cây chanh ở trong nhà. Trồng các loại rau thơm trong nhà bếp cũng là cách để bạn có được căn bếp luôn có mùi hương thoang thoảng. Mỗi ngày hãy cắm vào lọ hoa và đặt ở phòng khách để bắt đầu một ngày mới vui tươi hứng khởi. Tiếp theo là đèn sông tinh dầu. Đèn sông tinh dầu là cách đơn giản nhất để khiến ngôi nhà của bạn luôn có mùi thơm dịu nhẹ. Hãy lựa chọn những mùi hương mà bạn yêu thích, giúp cho căn nhà luôn thơm ngát và dễ chịu. Đây cũng là cách khuếch tán mùi hương tự nhiên được nhiều chủ nhà lựa chọn. Bạn không nên bỏ qua loại tinh dầu giúp nhà thơm mát này. Nến thơm. Các loại nến phong thủy với hương thơm tự nhiên là một cách hay để ngôi nhà tràn ngập hương thơm. Đây cũng là một mẹo phong thủy giúp diệt trừ tà khí được nhiều nhà áp dụng. Sau đây là bí quyết lựa chọn mùi hương thích hợp tùy từng mục đích. Thứ nhất là chọn theo mệnh của gia chủ. Theo phong thủy, mỗi mệnh trong ngũ hành tương ứng với một nhóm mùi hương nhất định. Việc chọn mùi hương phù hợp với mệnh sẽ giúp gia chủ tăng năng lượng bản mệnh, mang lại may mắn và thành công cho cả gia đình. Mệnh kim, mùi hương phù hợp với mệnh kim là những mùi hương có tính chất mạnh mẽ, sang trọng và quyền lực như là cam, quế, húng quế, hoa nhài, hoa thủy tiên và thảo mộc. Mệnh mộc, mùi hương phù hợp với mệnh mộc là những mùi hương tươi mát, thanh tao và gần gũi với thiên nhiên như hoa cúc, gỗ đàn hương, cây phong lữ, hoa oải hương. Mùi hương phù hợp với mệnh thủy là những mùi hương nhẹ nhàng, mát mẻ và thư giãn như cam chanh, phúc bồn tử, hoa sen, hoa hồng ốt tô, lá violet, hoa mộc, xạ hương và long diên hương. Mùi hương hợp với mệnh hỏa là những mùi hương nồng nàn, ấm áp và mạnh mẽ như quả sung, hoa cẩm chướng, hoa chuông, quế, đậu tonka, nhục đậu khấu, hương gỗ thơm hoặc là hoắc hương. Mùi hương phù hợp với mệnh thổ là những mùi hương ấm áp, ổn định và mang tính chất đất như là hoa rành rành, hoa chanh ý, hoa tử la lan, hoa oải hương và cỏ hương lau. Tiếp theo là chọn theo không gian nhà ở. Mỗi không gian trong nhà có một ý nghĩa phong thủy riêng. Việc chọn mùi hương phù hợp với từng không gian sẽ giúp mang lại những lợi ích tốt đẹp cho gia chủ. Theo quan điểm phong thủy, mùi hương có tác dụng rất mạnh mẽ, giúp không khí trở lên trong lành, tác động đến trạng thái tinh thần và năng lượng sống của mỗi người. Từng khu vực trong ngôi nhà cần mùi hương riêng để khuếch tán nguồn năng lượng dương, mang lại sự thịnh vượng, may mắn và sức khỏe cho các thành viên. Tiền sảnh. Đây là khu vực bạn và khách sẽ đặt chân đầu tiên trước khi vào nhà, nơi cho khách những ấn tượng ban đầu và ảnh hưởng đến cảm giác hài lòng hay không sau đó. Tinh dầu quế là mùi hương tốt nhất để đón chào khách, đồng thời cũng mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu khi các thành viên trong gia đình về nhà sau một ngày dài làm việc và học hành. Phòng khách. Mùi hương phù hợp cho phòng khách là những mùi hương mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện và thư giãn như là quế, vanilla, hoa hồng. Đây là nơi gặp gỡ bạn bè, giải trí, vui chơi, trò chuyện và chia sẻ quan điểm. Với các thành viên trong gia đình, tinh dầu kinh giới Tây được các chuyên gia phong thủy sử dụng ở khu vực này. Mùi hương kinh giới Tây được cho là sẽ giúp gắn kết với các mối quan hệ bạn bè, giúp mọi người cảm thấy thoải mái, hào hứng khi trò chuyện. Các cuộc nói chuyện do vậy cũng sẽ cởi mở hơn. Ngoài ra, phòng khách cũng thích hợp đặt một số cây hương liệu có mùi cam quýt, chanh hoặc các loại hoa màu vàng như là quất, hoa cúc, không
không chỉ tạo không khí gia đình sôi động mà còn thúc đẩy sự phát triển xã giao và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Về phòng ngủ, mùi hương phù hợp cho phòng ngủ là những mùi hương giúp thư giãn, giảm căng thẳng và mang lại giấc ngủ ngon như hoa oải hương, lavender và chanh xả. Có rất nhiều sự lựa chọn tốt cho phòng ngủ, các cặp vợ chồng nên thử những mùi hương tinh dầu mang lại cảm giác lãng mạn, trong đó tinh dầu đàn hương là sự lựa chọn phổ biến nhất. Mùi đàn hương tinh khiết không chỉ có tác dụng giúp thư giãn mà còn mang lại những cảm xúc của tình yêu. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể đặt hoa hồng, hoa oải hương và các loại dầu thơm khác trong phòng ngủ, có thể làm giảm căng thẳng và thúc đẩy giấc ngủ ngon. Đồng thời, các loài hoa như là hoa nhài, lục bình cũng có thể mang lại những giấc mơ ngọt ngào và tạo nên bầu không khí yên bình, thoải mái. Đối với phòng bếp, mùi hương phù hợp cho phòng bếp là những mùi hương giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác ngon miệng như vani, chanh và bạc hà. Mùi tinh dầu chanh sẽ đánh bại mùi của những loại thức ăn còn luẩn quẩn trong nhà bếp, có tác dụng tiếp thêm sự hứng thú cho các đầu bếp trong việc chế biến những món ăn ngon. Mùi hương của tinh dầu chanh tinh khiết cũng có tác dụng làm gia tăng sự lạc quan, niềm vui và sự sáng suốt trong tâm trí con người. Để loại bỏ mùi khói nấu nướng và các nguyên liệu trong bếp trộn lẫn với nhau, bạn nên dùng hương hoa tươi hoặc hương trái cây để trung hòa mùi hôi, đồng thời giữ cho bếp luôn sạch sẽ, thông thoáng để giảm tình trạng cháy, khô và đảm bảo môi trường nấu nướng hợp vệ sinh, tốt cho sức khỏe. Phòng ăn. Nếu bạn chưa có được cảm giác thèm ăn khi ngồi vào chiếc bàn ăn đẹp, mùi hương của tinh dầu lá bưởi sẽ giúp bạn. Loại tinh dầu này cũng có tác dụng rất tốt đối với những người đang bị mất bình tĩnh, tâm lý bị xáo trộn. Vì vậy, nó đặc biệt tốt và giúp loại bỏ tâm trạng căng thẳng trước bữa ăn. Phòng tắm. Mùi hương phù hợp cho phòng tắm là những mùi hương giúp thư giãn, giải tỏa mệt mỏi như hoa oải hương, chanh xả, bạc hà. Mùi oải hương, đặc biệt là hoa oải hương tươi, có tác dụng mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh tươm và tạo cảm giác thư giãn. Khuếch tán mùi oải hương sẽ giúp thanh lọc không khí vì nó còn có tác dụng kháng khuẩn. Mùi hoa oải hương rất tốt trong việc giảm stress và làm dịu nỗi đau buồn. Nếu phải vào nhà tắm giữa giấc ngủ, mùi oải hương sẽ giúp bạn mau trở lại với giấc ngủ. Phòng tắm có xu hướng tích tụ độ ẩm và mùi hôi nên cũng cần được vệ sinh thường xuyên và giữ khô ráo. Sử dụng các loại cây có khả năng hút ẩm cao như là pothos, cây nhện hoặc là đặt băng phiến, gỗ đàn hương và các vật dụng khác có thể loại bỏ chướng khí một cách hiệu quả và giữ cho không khí trong lành. Về phòng của trẻ, nếu trẻ dễ cáu kỉnh, mất bình tĩnh, bạn nên sử dụng tinh dầu hoa cúc hoặc là hoa oải hương trong phòng của trẻ. Những mùi hương này giúp trẻ bình tĩnh hơn, khi đó bạn sẽ không cần tốn quá nhiều công sức cho việc hò hét và nhắc đi nhắc lại một từ, hãy để mùi hương làm việc đó. Đối với phòng làm việc, đây là nơi làm việc và đưa ra những quyết định quan trọng, năng lượng tích cực của không gian này sẽ được kích hoạt rất tốt nhờ mùi hương của bạc hà. Hương bạc hà giúp tăng cường sinh lực, đầu óc minh mẫn, cải thiện khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Còn nếu như bạn cần thức khuya, những mùi hương như là hương thảo, bạc hà, bạch đàn hoặc các loại tinh dầu xả là những mùi hương giữ cho bạn tỉnh táo khi bạn cần phải ở lại làm việc vào ban đêm cho những dự án. Đối với phòng học tập và đọc sách, để có được sự tập trung tối đa khi đọc sách và chống lại những cơn buồn ngủ, mùi tinh dầu hương thảo là sự lựa chọn thích hợp nhất. Nếu hay đọc sách ở những thư viện công cộng, bạn cũng có thể mang theo lọ tinh dầu nhỏ hoặc là một túi mùi hương này ở bên mình. Phòng học cần duy trì môi trường yên tĩnh để nâng cao hiệu quả học tập và làm việc. Đặt bạc hà, vani và các loại cây xanh khác để làm mới tâm trí của bạn. Sử dụng trà gỗ đàn hương và các liệu pháp mùi hương khác có thể giúp bạn tập trung và duy trì tâm trí bình yên. Cùng với việc chọn mùi hương, bạn cũng có thể chọn đèn khuếch tán mùi hương theo phong thủy để kích hoạt tối đa nguồn năng lượng tích cực. Sau đây là những lưu ý khi sử dụng mùi hương trong phong thủy nhà ở. Khi chọn mùi hương theo phong thủy, bạn cần phải lưu ý những điều sau. Chọn mùi hương có nguồn gốc từ thiên nhiên, không chứa các hóa chất, hóa học độc hại. Không nên đốt nến thơm trong phòng kín có trẻ em hoặc là có vật nuôi. Tắt nến khi không sử dụng.
Với những điều chia sẻ trên đây, hy vọng quý vị đã biết cách chọn mùi hương trong phong thủy nhà ở để mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình và bản thân. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, sáng suốt và đón nhận cuộc sống với niềm tin và hy vọng. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và hy vọng sẽ gặp lại trong các chương trình tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!